Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta có thể list cái đồng token của mình lên trên sàn BankExSwap. Thì để xem các bước mình list lên cái sàn này thì nó sẽ như thế nào, và cái chi phí mà chúng ta list lên sàn thì nó sẽ mất khoảng cái phí là bao nhiêu. Hôm trước là mình có làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách để mà mình tự tạo ra cái đồng token riêng cho bản thân mình để sử dụng. Thì trước đó mình có tạo ra cái đồng là SANLV. Thì ở đây để mình vào mình xem lại cái đồng hôm bữa mình đã tạo nhé. Đây, cái đồng token tên là SANLV, mã là SLV ở đây. Total supply của nó là 300 triệu. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái đồng này để mình list lên thử BankExSwap coi nó tốn phí là bao nhiêu. Rồi, đây thì khi vào cái sàn BankExSwap thì nó sẽ yêu cầu mình kết nối cái ví MetaMask ở đây. Thì ở đây là mình đã kết nối trước đó rồi, với cái ví của mình là ở đây là 26D8 đây. Là trước đó mình đã kết nối cái ví MetaMask của mình ở đây là vào đây rồi. Đây cái đồng SLV mình đây 300 triệu. Rồi bây giờ mình sẽ list lên trên sàn này thử nhé. Các bạn vào cái phần trade, bấm vào cái phần liquidity. Rồi, sau đó các bạn bấm add liquidity. Có nghĩa là cái phần này giống như là cái sàn BankExSwap này á, cái bản chất của nó là cái sàn DEX. Cho nên ở đây chỉ cần các bạn pull thanh khoản cho nó, tạo thanh khoản cho nó, là bất cứ đồng coin nào mình đều có thể list được lên trên đây, miễn là nó có thanh khoản nha, có người cung cấp thanh khoản cho nó là các bạn sẽ list lên trên đây được. Cái pool nó giống như cái hồ bơi vậy đó, để mình chứa tiền vậy đó. Rồi add liquidity nha. Ở đây là mình phải chọn là cái currency, là cái đồng tiền á, cái cặp tiền tệ mình sẽ list lên đây á, thì mình sẽ tạo thanh khoản là cái đồng BNB nha. Ví dụ là mình tạo thanh khoản cái đồng BNB. Và ở dưới đây là mình chọn là do cái đồng á, cái đồng SLV của mình là cái đồng mới, cho nên mình phải dùng cái contract của nó để add lên. Đây, cái contract của cái đồng SLV đã ở đây, mình copy ở đây nè. Sau đó mình qua đây mình dán lên. Đây, nó sẽ hiện lên cái SLV ở đây, mình bấm import. Ở đây nó sẽ cảnh báo là cái đồng token á, cho nên là mình kiểm tra kỹ đó thôi, nhưng mà ở đây là mình copy chính xác rồi thì mình bấm I understand rồi bấm import thôi. Rồi. Ở đây nó cảnh báo là bởi vì cái tiền tệ này á là chưa có ai tạo thanh khoản cho nó trước đó, cho nên khi mà mình set cái tỷ lệ token ở đây á là mình sẽ là định cho nó cái giá để mà người ta có thể swap được cái đồng SLV này, cái đồng SANLV này. Đó. Thì ở đây ví dụ là mình add thanh khoản là mình định giá cái đồng SLV này, ví dụ là mình định giá là 5 cent đi. Thì đây mình sẽ add sao? Thì BNB thì ví dụ mình để ở đây là 0.1 đi. 0.1 là bao nhiêu? 0.1 BNB hiện tại giá là 500 đô. Thì có nghĩa 0.1 là khoảng 50 đô. Vậy thì mình để khoảng 0.01 đi. 0.01 là bao nhiêu ta? Là 5 đô đúng không các bạn? 0.01 là 5 đô. Và ở SLV này mình muốn định giá nó là 5 sen. Thì có nghĩa là ở đây là mình phải điền vào là 100 SLV. Đó. 0.01 BNB là 5 đô. Mà 5 chia 100 có nghĩa là 1 SLV, có nghĩa là nó khoảng 5 sen. Đó, ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, BNB nè, BER SLV đây là 0.0001 là nó khoảng 5 sen, có nghĩa là cái đồng SLV của mình nếu như mà mình bỏ vào cái hồ bull á, cái tỷ lệ này thì là SLV nó sẽ là khoảng 5 sen. Đó, có nghĩa là ai mà họ bỏ ra một muốn mua 100 SLV của mình thì họ sẽ tốn 0.01 BNB, có nghĩa là tốn 5 đô nếu như mà muốn mua hết 100 SLV này. Rồi, sau đó khi mà kiểm tra lại hết thấy ok á thì các bạn bấm là enable SLV nha. Để mà mình cho phép mình xác nhận cái cặp mà mình chuẩn bị pool này. Đó. Thì nó sẽ tốn một ít phí của mình. Đây, ở đây là nó
sẽ tốn mình là 0,0002 BNB, có nghĩa là khoảng 0,13 đô, thì bấm xác nhận. Xong các bạn đợi một chút nha. Tại vì sau khi các bạn enable á, thì các bạn phải bấm supply chứ các bạn đừng có bấm enable nữa. Rồi đây nè, nó để là transaction nè, cái hóa đơn của transaction của mình nè, nó sẽ để đây nè, là mình approve, cái cặp bull là SLV vào trong cái hồ bull nè, ở đây là nó ước lượng phí này là đúng rồi, là ở đây là tốn khoảng 0,12, 0,15 đô gì đó thôi. Rồi. Thì qua đây mình kiểm tra lại thì nó không vấn đề gì hết, thì mình sẽ bấm supply, nó sẽ mất thêm một lần phí nữa các bạn. Đây. Là nó nói là bạn đang tạo một cái bull cho BNB trên SLV đây nè. Và cái tỷ lệ deposit á, cái tỷ lệ mà gửi vào của BNB là 0,01 và SLV là 100. Thì ở đây nó có tính toán ra cho mình thấy luôn là SLV của mình lúc này nó sẽ có giá là 0,001 BNB. Là nghĩa là 5 cent á. Rồi mình đồng ý thì mình bấm là Re-A Bull and Supply. Thì đây nó sẽ mạng lưới nó sẽ xác nhận, nhưng mình sẽ mất một phần phí nữa các bạn. Phần phí khi mà mình supply này á thì nó sẽ tương đối nhiều, nó tới 0,029 lần, là 0,03 lần các bạn. Là ở đây là 0,03 là mình sẽ mất khoảng 15 đô nữa nha. Có nghĩa là để mà bấm cái supply này á, list lên trên cái sàn này, cái khâu này là mất phí nhiều nhất nè. Là mình sẽ mất khoảng 15 đô. Và bây giờ mình bấm xác nhận nha. Để nó list lên. Rồi, transaction submit. Đây, và mình qua BSC scan mình kiểm tra thì đây là rồi, ok, trạng thái nó là success rồi các bạn. Ở đây mình kéo xuống bên dưới mình coi đây nè, nó đã tạo ra được cái cặp bull là BNB và SLV của mình rồi. Và như hồi nãy mình đã nói là cái transaction phí, vậy là ở đây nó tính của mình là hết 9,15 đô các bạn. Là có nghĩa là supply là nó sẽ tốn tiền hơn cái phần mà enable rất là nhiều. Vì enable là các bạn chỉ cho phép cái thằng SLV vào hồ bull thôi. Còn cái việc supply là mình tạo cái liquidity cho cái cặp đó, cho nên nó tốn nhiều phí hơn. Rồi ok, vậy bây giờ để mình thử ra ngoài nha. Mình ra ngoài mình coi là cái cặp này nó sao, và mình qua cái phần exchange mình coi thử nha. Là bây giờ coi là mình có mua cái đồng SLV này được chưa. Ở cái cặp ở trên này thì mình vẫn để là BNB. Ở dưới gì ở đây, rồi ở đây nãy mình add cái contract rồi đó, cho nên là bây giờ nó hiện cái đồng SLV luôn rồi. Mình chọn vô thôi. Rồi ví dụ bây giờ mình bấm mua một nữa coi. Đây các bạn, mua được rồi. Là nếu như mình bấm vào swap ở đây là mình swap ra thôi, là giá của nó đang là 0,00014 mấy ở đây á, là có nghĩa là khoảng 5 cent đó, 5-6 cent đó các bạn. Đó. Mua 10 thôi. Đó, mua 10 là nó giá nó tăng lên chút đỉnh. Và cái giá BNB mình phải trả đây là 0,0015, là cỡ 0,5 đô. Đó, vậy là ok đó các bạn. Và đây trên ví MetaMask của mình là nó cũng trừ đi của mình 100 SLV rồi. Nó bỏ vô cái hồ bull rồi đó, nó bỏ SLV mình và 0,01 BNB của mình vào hồ bull rồi. Cho nên mình còn lại đây nhiêu đây thôi. Rồi. Và bây giờ là mình tính thử xem là từ lúc mình bỏ lên list trên sàn á, là tới bây giờ là tốn mình hết bao nhiêu phí rồi. Để mình search lại ở trên BSC scan thôi. Đây các bạn, hai giao dịch 10 phút trước đây, để mình coi thử hai cái giao dịch này là nó hết của mình là bao nhiêu phí nha. Đây, giao dịch đầu tiên để mà mình enable lên trên PancakeSwap á, là mình sẽ tốn 0,12 đô. Rồi, cái giao dịch tiếp theo á, để mà mình supply cái hồ bull này á, để cho nó có thể giao dịch được á, thì là mình sẽ tốn 9,16 đô nha. Là có nghĩa là 9,16 cộng với 0,12 là khi các bạn list lên trên PancakeSwap á, thì các bạn tốn sẽ đâu đó là khoảng 9,3 đô. Những lúc mạng lưới á, mà nhiều người giao dịch á, cái hệ thống nó, cái mạng nó bị nghẽn á, có khả năng là các bạn sẽ bị tốn nhiều hơn, nhưng mà đâu đó nó sẽ lanh quanh là 9-10 đô thôi đó. Bình thường thông thường thì nó sẽ lanh quanh đâu đó khoảng 9-10 đô thôi.
Và như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái cách để mà chúng ta có thể list token mình tạo ra lên trên PancakeSwap như thế nào, và cái phí mình tiêu tốn là nó khoảng đâu đó 10 đô, và các bạn có thể thực hiện thử để mà trải nghiệm thử nhé. Và hãy nhớ subscribe kênh của Sang để theo dõi thêm nhiều kiến thức, nhiều video hay về crypto nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.